Cho nên sở dĩ mình lại tôn vinh mẹ mình nhiều, không phải nói là tại mẹ mình tôn vinh, nhưng mà có những cái mà mẹ mình dạy mình á, cho đến thời điểm này đó, mình thấy là nó hoàn thành quá là tốt cho một con người, hồi nhỏ là giờ dắt đi đứng, giờ dắt đi đứng. Ví dụ như hồi trước là mình nói rõ, mình sanh trên núi Cấm ngang, mình sanh trên núi Cấm chứ không phải là sanh dưới thế gian này, sanh núi Cấm, mình sanh ở trên núi Cấm, mình trên cao đài luôn, trên đó đó. Nhưng mà tại sao tới bây giờ là mình không có lên trên chảnh, có cái nhà ở trên chảnh cố định và mẹ mình trên chảnh? Cái nhìn đơn giản thôi, là khi mẹ mình thấy á, con cái này kia đi học đó ha, tại vì hồi nhỏ mà đi học lớp 1, lớp 2 từ trên núi mà lội xuống, bây giờ quý vị mình tưởng tượng đi, quý vị mình là người lớn rồi mà lội núi nè, học sinh mà từ 5 giờ ra về ở dưới chân núi lội lên tới trên núi, con nít mà mới có 7 8 tuổi, 5 6 tuổi lội chừng nào tới tới trên đây. Vậy thì đó hen. Cái đặc biệt hơn nữa là những cái ngày rằm, những cái ngày mà ta đi núi đông, mẹ mình dạy cái chương trình nó nghiêm tối đa lắm, gặp người lớn là phải gật đầu. Ta nói đó ngang mà gật đầu từ gửi đi lên cho tới đi xuống đó, đi xuống là chảy học, đi lên là về nhà tới tối. Tại vì mình gặp người lớn là phải gật đầu, cúi đầu một cái, cúi đầu một cái, mà khách đi liên tục. Tưởng tượng cái gì, mình tưởng tượng những chương trình ta đi núi coi, mà gặp mỗi lần gặp là gật đầu, mỗi lần gặp là gật đầu, rồi chừng nào mới tới nhà. Nhưng mà nếu mà không gật đầu đó hen, thấy mà không gật đầu đó về nhà là bị cay. Bị khen lên lưng cũng phải gật đầu thôi, cho nên đâu có dám cãi. Mẹ mình dạy rất là kỹ, nhiều cái mà mình thấy nó tuyệt vời về sau trong môi trường sống, nó về cái lễ nè, thưa hỏi trình, mở miệng thưa hỏi trình, tôn trọng người lớn, phải cười ở mọi lĩnh vực. Mẹ mình dạy hết, đứa nào mà không làm như vậy đó, khi mà khách về đi rồi là tới số, nhẹ nhất là 10 tới 15 cây. Nói chung bản thân mình hồi đó là nhẹ đòn nhất, là mấy việc này là hô mà nói là làm liền, kệ, chịu khó gật đầu một cái đi, hỏi hai ba cái cũng được, đỡ hơn bị đánh. Đánh nó đau, hỏi không có đau, hỏi được khen ta cho bánh, bị đánh mà không 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 được khen mà còn bị chửi nó bắt quỳ hương á. Cho nên bản thân mình đó là mấy vấn đề này mình học mau lắm, hỏi được khen, được cho bánh, được ta gật đầu tới nó con ngoan. Nhưng mà không hỏi không gần như chân bắt đầu là khó, bị khó, bị quánh, bị chửi. Cho nên nhờ vậy mà đỡ chút xíu, chịu khó cúi đầu một cái lợi nhuận hai ba, không bị đánh, được ăn được uống. Cho nên bản thân mình học cái này rất là mau, nhưng mà nhờ vào cái vấn đề đó đó, đến thời điểm mình mày thấy nó hay hay chỗ là cái từ những cái từ ngữ gọi là những từ ngữ khó nghe nè, chửi thề đồ này kia nọ đó, hôm mà đứa nào mà lên một từ thôi là rồi đó, nhẹ nhất là 5 cây, đặt tay vô miệng mấy cái, ra đường mà quýnh lộn đó là về nhà bị quỳ hương, tới đâu tính tới đó, bằng mọi giá phải tránh né chứ không được quyền mà đương đầu quýnh lộn với nhau. Cho nên kết quả cách nào đi nữa thì cũng phải hiền, cũng phải nhịn hết, thành thói quen. Ta đánh mình hay không đánh mình á, thấy chỗ nào mà bu bu ai mà kiếm chuyện với mình tránh chắc ăn, né liền. Tại sao vậy? Ở đây quýnh lộn chưa chắc ăn nó hay không, mà về nhà bị đòn cái nữa nó đau rồi né luôn. Cho nên kết quả hồi nhỏ tới lớn mình rất là sợ quýnh lộn, là không muốn đánh lộn, hay ngay chỗ nào mà quýnh lộn đó ha, rồi đó mình né tuốt, ai mà kiếm chuyện hơi hơi là rồi đó, xin lỗi chạy liền, kệ đi, ai nói nhục cũng được, chứ về nhà quýnh lộn, về nhà bị quánh nữa, mình chưa biết quýnh lộn lại hay không mà về nhà bị quánh nữa nó đau rồi, về an toàn hơn. Trong cái quy trình của cuộc sống á, thì từ khi mình rời khỏi gia đình tu tập á, thì mình không có gần gũi mẹ mình nhiều. Nhưng mà cái nhìn của mình về mẹ, khi mà mình đặt một câu nói như thế này nè, lời nói của mẹ mình là lời nói ngàn vàng, lời nói ngàn vàng. Ý mình á, ý mình là lời nói ngàn vàng. Mẹ nói được, tất cả mình đều được. Mẹ nói không, thì mình sẽ dừng ở tất cả. Và mọi việc làm của mình á, là điều gì mẹ của mình mà sống mà làm, tất cả điều gì mẹ gì của mình sống mà làm, thậm chí cả tới cái việc tu, tất cả mọi mặt. Cho nên từ chỗ này sở dĩ mình quyết định như vậy đó là vì thấy sự hy sinh của người mẹ,
Nuôi rất là nhiều con. Mình tính đi mẹ, mình lúc đó là 50 mấy tuổi rồi, 50 trên 50 tuổi rồi. Mà đi dắt lúa, hồi xưa bán lúa mà, đi dắt lúa, lúa mà bao chí xanh đó, bao chí xanh là mẹ ôm bình thường, ôm lên kho. Đi mua bán lúa, mua bán gạo, không có đứa con nào theo tiếp hết, do anh mẹ thôi. Bưng bê khuân vác tất cả các cái, gần như mẹ làm hết trơn mọi vấn đề. Cho nên từ cái sự hy sinh đó, mình mới thấy và cảm nhận được cái tình và sự thương yêu của mẹ nó lớn. Mình mới đặt tỷ lệ là mẹ mình là duy nhất. Nói chung lại đó, mình có thể nhịn, nhưng mà tất cả các cái mình sẽ làm vì mẹ mình. Bởi vì sự hy sinh nó đã tuyệt đối và tột cùng rồi, thì mình phải 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 sống cho mẹ mình, đó là điều chắc ăn thôi, không có gì lạ hết. Mình nói là cái tư tưởng môi trường sống của mình hiện nay hoàn thiện ở nhiều khía cạnh khác nhau, phần lớn á là nhờ vào mẹ mình trọn vẹn, nhờ vào mẹ mình trọn vẹn. Cho nên giống như mình nói từ đầu á, trong người phụ nữ á, trong con người của người phụ nữ á, nó có rất là nhiều những cái mỹ mãn tốt đẹp hoàn thiện, tài giỏi, nói chung là mình nói tài giỏi cùng cùng cực đi, chỉ cần áp dụng đủ đó là có thể là khó có thể so bì được, khó so bì được. Thì nhân ngày 8 tháng 3 mình nói đại nét về một số những người phụ nữ, trong đó thì mình hơi tô đậm về mẹ mình nhiều một tí, tại mẹ mình tô đậm, mọi người thông cảm nha. Xin xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mà cuối lời thì xin chúc cho tất cả những cái người phụ nữ trên nhân gian này, nhân ngày 8 tháng 3, chúc cho tất cả những bà mẹ, những người phụ nữ luôn luôn được an vui, trong sáng, mạnh khỏe và tăng thêm cái tuổi thọ để đem lại nguồn sống tốt lành cho nhân gian. Rồi. Bây giờ chúng ta lại nói là về Việt Nam. Nếu căn theo cái quyển lịch sử thế giới á, thì vào thời xưa á, cái nguồn văn hóa chỉ có ba hướng à, nguồn văn hóa chỉ có ba hướng mà thôi, được chia làm ba cánh của nguồn văn hóa, và cái nét chữ của những nguồn văn hóa nó gần như giống nhau. Thứ nhất đó là lấy từ cánh Trung Hoa, những cái mẫu chữ nào mà mình thấy tương đối là nó gần tương tự với nhau đó là xuất nguồn từ một cái nguồn văn hóa. Thứ hai đó là cái nét chữ của Ấn Độ. Ấn Độ, nét chữ Ấn Độ là mình có thể nói là được dùng cái từ là giống như những cọng giá hay là những cái cọng mì mà bẻ với nhau rồi cái sắp 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 lại hen thành cái chữ đó. Phải nói là nhìn không 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 cứ cuồng méo mà sắp sắp lại đó. Thì hiện nay tất cả những nét chữ gần giống nhau đó, như là từ Cam nè, Thái Lan nè, Lào nè, Miến Điện nè, Myanmar nè, Malai nè, dài hết một cánh rất là lớn, những cái nét chữ giống giống với nhau. Thì đó là cái nguồn văn hóa của một con sống. Cái nguồn văn hóa thứ ba nữa đó là của Ai Cập, Hy Lạp. Cái nét chữ của nó hiện nay gọi là từ Anh nè, Pháp, Mỹ và những đất nước thuộc về Trung Đông, Trung Âu, là cái nét chữ gần giống nhau, gần giống nhau. Nhưng mà điều đặc biệt nhất của Việt Nam mình điều đặc biệt nhất của Việt Nam mình đó là gần như đến thời điểm này là Việt Nam mình đó là ba cái nguồn văn hóa lớn của thế giới á, về nét chữ văn hóa là Việt Nam mình đó đều có, và đều 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 có học và có sống. Vào thời xưa á, thì người Việt Nam mình ảnh hưởng cái nét chữ người Trung Hoa là nhiều, về Trung Hoa là nhiều.
Rồi thời gian gần đây á là chúng ta ảnh hưởng cái nguồn văn hóa của Pháp, Anh, Mỹ. Còn trong phạm vi của tư tưởng và tín ngưỡng á là chúng ta lại ảnh hưởng nguồn văn hóa của Ấn Độ. Rồi, đó là một trường hợp hết sức là đặc biệt của Việt Nam. Chính cho đó cho nên tại sao có điều đặc biệt đó là cũng nhờ Việt Nam chúng ta có những người mẹ vĩ đại. Những người mẹ vĩ đại. Nhưng nói tới những người mẹ vĩ đại của Việt Nam là chắc quý vị mình đã biết rồi đó. Biết rất là nhiều. Cái người mẹ vĩ đại đầu tiên của đất nước Việt Nam mình là ai? À, không phải là bà Tiên. À, không phải là bà Tiên. Cũng không phải là con gái của ông Đặng Đình Quân. Mà là bà Âu Cơ, tức là con của vua Đế Lai. Vị vua phương Bắc sau khi xu quân vào miền Nam để đánh chiếm, và lúc đó là Lạc Long Quân là một tộc trưởng của một bộ lạc lớn, cai quản rất là nhiều bộ lạc nhỏ của Việt Nam mình, và quyết định đó là đánh vào doanh trại của vua Đế Lai. Trong khi đó vua Đế Lai không có, ông thấy bà Âu Cơ đẹp và cuối cùng bắt luôn bà Âu Cơ. Và nhờ vào cái tâm đầu ý hiệp của hai người cho nên người mẹ đầu tiên của nước Việt Nam được tượng trưng là bà Âu Cơ, sanh ra trăm trứng nở trăm con, nó không hai chầu con. Và đến bây giờ gắn gần gũi cái câu là gọi là Hồng Lạc, là muốn nhắc đến nguồn gốc tổ tiên của người Việt Nam mình, đó là dòng giống Lạc Hồng từ Lạc Long Quân và bà Âu Cơ, sanh ra trăm trứng nở trăm con. Đó là người mẹ vĩ đại nhất. Nay chúng ta nói về người mẹ mà sẽ tìm những người mẹ vĩ đại của con nói. Thật chất là người Việt Nam đã có, nhưng tại sao lấy bà Âu Cơ là huyền thoại á, cho rằng là bà sanh một lần là 100 cái trứng, gọi là 100 cái bọc đó, nở ra 100 đứa con. Và từ 100 đứa con này đó là hai người nuôi dưỡng khi lớn lên. Bà mới nói với ông Lạc Long Quân đó là tại chàng là giống rồng, thiếp là giống tiên. Vào thời xưa chúng ta hiểu thêm là tàng là những tiên không nhan chứ không phải là giống như mình là tục. Giờ cái người thời xưa sống á, là có sống trong nhục dục nhưng mà không có tham đắm trong ái dục, có sống trong vật chất nhưng mà không có tham đắm trong vật chất, cho nên cái sắc tướng và tuổi thọ rất là cao, được dùng cái từ là địa tiên nhân gian á, là sống tuổi thọ rất là cao. Bà mới nói với ông Lạc Long Quân là chàng là giống rồng, thiếp là giống tiên, hai cái tư tưởng sống là không có giống gần với nhau được, cho nên bây giờ là thiếp đem 50 đứa con lên núi, còn chàng đem 50 đứa con xuống biển để mà phát triển về cái nguồn gốc giống và dòng tộc. Cho nên những người ở vùng núi á là đặc là người dân tộc, còn những cái người mà tiến triển về miền sông đó gọi là người Kinh. Nhưng mà dù là người Kinh hay là người dân tộc gì đó cũng đều là một nguồn từ Lạc Long Quân và Bà Âu Cơ mà ra. Đây là người mẹ vĩ đại đầu tiên của đất nước Việt Nam mình. Và bắt đầu kể từ đó đó, những người phụ nữ á của Việt Nam mình, những người phụ nữ vĩ đại liên tục được ra đời, được ra đời. À, ví dụ như trường hợp cái thời kỳ Hùng Vương thứ sáu là có một người phụ nữ đặc biệt đã in một cái dấu chân xuống đất và sau đó thánh gióng ra đời. Đúng không? Thánh gióng ra đời. Rồi tới Hồng Vương thứ 18 hả? Hồng Vương thứ 18 là tức hoàng tử thứ ba có một người phụ nữ đặc biệt, đó là nàng Út.
nàng Út đã giúp cho hoàng tử lên ngôi vua và trị vì thiên hạ bằng một lối sống bờ bình. Chúng ta sẽ bỏ cái bà Mỹ Châu ra nha. Bà Mỹ Châu thì bà không có vĩ đại rồi, bỏ bà đó ra đi. Tại vì trong cái sự yêu đương tình cảm mà để đánh mất luôn cả gian sang đất nước, hại luôn nước Việt Nam phải chịu một thời gian dài gần 1.000 năm á, bị giặc Tàu khống chế, cho nên không tính vô được. Trong khi là 3.000 năm dựng nước á, tới cái thời sau cùng của cái đất nước Việt Nam mình giờ thời xưa á, sau Hùng Vương á, thì lại gặp cái bà Mỹ Châu lu bu quá, kéo tài với ông Trọng Thủy đẩy cho cái đất nước chịu lệ thuộc với giặc Tàu hết thời gian quá là dài. Mình bỏ ba ra tính bây giờ nó lu bu lắm. Cho nên sau khi ông sau khi đó thì chúng ta mới tính gần hơn nữa đó, thì bắt đầu chúng ta nói tới ai đây, tức là bà Trưng Chắc và Trưng Nhị, đúng không? Hai vị nữ tướng giỏi nhất vào cái thời kỳ xưa lui về lịch sử đó, là vào năm 43 sau công nguyên, tức là từ năm 2000 đếm 2000 rồi 1 2 3 4 5 tới năm 43 là bà Trưng Chắc Trưng Nhị đó bắt đầu là lần đầu tiên là quật khởi đứng lên đó, đánh đuổi quân Nam Hán, tức là người giặc phương Bắc, giặc Tàu á, được chiến thắng mấy lần nhưng mà cuối cùng á cũng phải thua. Rồi bà Triệu Thị Chinh, bà Triệu Thị Chinh là vào năm một trăm mấy á, bà ở như là gần ngoài Hà Tĩnh, cũng bắt đầu là đứng lên khởi nghĩa, đánh đuổi cũng được một thời gian, cũng phải lui về, tức là do lực yếu chỉ một mình đánh không nổi. Rồi trong với phụ nữ đặc biệt hơn nữa, bữa mình có dùng cái từ là nữ tướng cờ đào, là bà Trần Lệ Xuân, Nguyễn Thị Xuân chứ không phải là Trần Lệ Xuân. Trần Lệ Xuân là bà vợ ông vua ông Ngô Đình Nhu, là một người phụ nữ rất là giỏi, văn võ song toàn, giúp cho vua Quang Trung á đánh đuổi giặc Nguyên Mông cực kỳ luôn. Đó là chúng ta mới nói tới tính chất của những người phụ nữ và những người mẹ vĩ đại. Nói chung á, tất cả những người phụ nữ trên thế gian này đều có những cái tâm cao thượng, hy sinh và tốt lành và vĩ đại. Nhưng mà chúng ta cũng có thể nói ngược lại, và trong cái người phụ nữ đó cũng có những cái đức tánh đó hẹp hòi, nhỏ nhen và vượt xa tỷ lệ của chữ kém. Tuy nhiên nếu mà biết áp dụng và đặt tư tưởng ngược lại đó, thì phụ nữ cũng có thể là tất cả. Bởi vì sao? Bởi vì tất cả những con người được tiếp tục sinh ra đời và nối truyền đó đều trong lòng của người phụ nữ, đều nằm trong lòng của người phụ nữ. Thiện hay ác, được hay mất đó, là gần như đó là đang nằm trong cái nguồn tư tưởng của người phụ nữ hấp thụ là nhiều hơn cái người nam. Người nam là ảnh hưởng cái gen truyền, nhưng mà người phụ nữ á là tiếp tục trực diện trong giáo huấn từ 3 năm bồng ẵm cho tới 9 tháng cua mang cho tới 3 năm bồng ẵm, và cho tới dạy dỗ đúng tuổi trưởng thành gần như là người phụ nữ gánh vác là nhiều.
Nhưng mà sở dĩ nó có nhiều sự thay đổi khác biệt á là chính vì trong con người phụ nữ á nó có những các cái tính chất vượt ngoài tỷ lệ của cao thượng, thì nó cũng có tính chất ngược lại đó, là vượt ngoài tỷ lệ của cái sự sự xấu xa. Một khi quyết định mà xấu rồi đó là gần như là rất là đáng sợ, rất là đáng sợ. Cho nên cái câu chuyện chúng ta còn nhớ ông vua gì mà thử vợ nè ta, vua nước Sở, gọi là Sở Trang Công, ông thử vợ mình bằng cách đó, ông thử gì người phụ nữ chứ, bằng cách là đưa ra cái quy luật, đưa ra điều kiện, nếu như cái người phụ nữ nào mà dám giết chồng á, tại vì ông chứng kiến hai con cua đó, chứng kiến hai con cua đó, ông mới đưa được cái thử thách khó như vậy. Là hai cái con cua đó mà xem ra nhiều chuyện, ông đi dạo ông thấy hai con cua sống với nhau thương yêu, cũng giống như ông với bà hoàng hậu, cái ông khoái từ chỗ ông thích như vậy đó, ông mới coi cái lối sống của họ thế nào, hay hàng ngày nhìn cái cặp cua đó mà để cảm nhận sự sống. Tới một bữa cái con cua như là con cua cái hả, con cua cái nó lột vỏ á, thì con cua đực á canh giữ miệng hang, ông thấy thiệt nghe hạnh phúc quá, giống như là hoàng hậu mà bệnh á, ông hay quan tâm chăm sóc. Nhưng đến khi cái con cua đực mà lột á, ông coi coi làm sao, thì bất chợt ông thấy một điều đau lòng á, là con cua cái nó đi ra ngoài nó dắt một con cua bự hơn, cặp càng lớn hơn, về xé xác cái con cua này, cái ông đau lòng. Thì cái ông ấy đưa ra cái tiêu lệ thử thách với người nữ và người nam hết sức là đau lòng, làm cho người ta bị hoang mang. Ông ấy truyền rao trong nước, ai mà dám như vậy đó là giết chồng á thì được ban thưởng, muốn gì được nấy. Thì cái lời truyền ban ra chưa được một tháng gì nữa là có người phụ nữ xách đầu chồng lên, nói rằng đây là chồng của tôi mà vụ này vụ kia gì đó, rồi cuối cùng là chết. Y theo lời thì ông vẫn thưởng cho, nhưng mà ông đưa ra cái lịch thứ hai là ai dám giết vợ mình á để đem đầu lên nạp cho vua á thì ông sẽ ban thưởng trọng hậu. Chờ hoài hơn nửa năm sau thì có ông già lụi hụi lên xin lãnh gom và giết chồng với giết vợ chứ. Nhưng mà về tới nhà thấy người vợ ru con trên võng giết không đành. Cho nên từ đó cái việc đó nó ra đời, nhưng mà nó chỉ là một tỷ lệ thấp nhất trong xã hội nha, chứ nó không phải là vấn đề chính. Chúng ta không tính vấn đề đó, mình chỉ nghe và tìm hiểu thôi. Cũng như lúc đầu mình đã nói là trong con người phụ nữ á, nó có những tư chất vượt ngoài tỷ lệ của sự cao thượng, đó là sự hy sinh tột độ. Nhưng mà sở dĩ chưa hoàn toàn là thánh nhân, cho nên á, khi mà tuột hết mức của sự hy sinh đó thì nó sẽ đổi lại bằng một vấn đề khác. Ta nói quá quá mức của sự hy sinh đó thì nó còn lại là thù hận, còn lại là thù hận. Cho nên một khi mà thù hận rồi đó thì đủ cái tư tưởng để mà thực hiện. Vì vậy cho nên cái người phụ nữ á có thể làm nên tất cả và cũng có thể hủy đi tất cả được, đó là chuyện rất là dễ. Thì hôm nay cái ngày lễ tháng 3 đó là sẽ tôn vinh những người phụ nữ, dù cho người phụ nữ này có làm nên tất cả hay là có hủy đi tất cả, nhưng mà cái công và cái sự đem lại những tốt lành cho nhân gian và con người cũng là người phụ nữ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì mẹ của tôi là người phụ nữ mà. Dù là thiện hay là ác cũng là người phụ nữ, gần như là đứng đầu để hướng dẫn.
Cho nên nếu chúng ta hiểu và thấu được điều đó đó thì người phụ nữ nào đó cũng có giá trị trong xã hội, cũng có giá trị trong xã hội, cũng đều quý báu trong xã hội. Và những người phụ nữ quý báu nhất đó là những người phụ nữ thân nhất với mình, gần gũi với mình nhất, đó là vợ, lộn 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 cho đó là mẹ và vợ và những người thân của mình. Mà đối với bản thân mình đó là mẹ là quý báu nhất. Tại sao vậy? Là vì nếu không có mẹ mình làm gì có mình, đúng không? Cho nên bữa đó mình cũng có cái suy nghĩ vui vui thôi nha, suy nghĩ vui vui thôi, cái này suy nghĩ vui thôi, thông cảm nha, nó là một suy nghĩ vui. Có nhiều bài đăng á, nói không cần có người nam cũng có thể sanh con được, cũng có thể có con được, và cũng hợp lệ, cũng đúng vậy, rất là đúng. Nhưng mà người mẹ đó là cần phải có về sự truyền thừa, nhờ có cha và mẹ mới có ta ra đời. Đôi khi có ta ra đời không có cha mẹ đó, có cha có mẹ hoặc không có cha, có cha hoặc không có mẹ đó, thiếu một trong hai cũng khó, một trong hai cũng khó. Vì vậy cho nên cái người phụ nữ á, là luôn lúc nào cũng có giá trị và quan trọng trong xã hội và nhân gian này. Gần như nó cho vui thôi, gần như là ngoại trừ những cái người muốn vượt xa tam giới, không dính mắc vào nhân gian đó, thì không bị ràng buộc ở người phụ nữ. Còn tất cả còn lại gần như bị ràng buộc ở người phụ nữ. Người phụ nữ nó có nhiều cái quy luật và bản năng ghê gớm lắm, sức mạnh phi thường. Còn riêng về mình á, riêng bản thân mình thì cái người phụ nữ mà để cho mình tôn trọng nhất đó chính là mẹ của mình. Bởi vì cũng như mình nói lúc nãy đó, trong người phụ nữ á, nó có nhiều những cái bản năng đặc biệt mà đôi khi cái người nam không có được. Cái người nam nó có nhưng mà một số lượng, còn người phụ nữ một lúc có thể có rất là nhiều khả năng khác nhau trong một thời gian ngắn thôi. Có thể làm mẹ và có luôn bản năng làm vợ và có luôn bản năng làm cha luôn. Ngoài bản năng đó, làm vợ, làm cha, làm mẹ, còn có thể làm ưu sinh, làm đầy tớ, làm thầy, làm bạn, làm thợ may, làm thợ nấu, làm đủ tất cả các cái, và thậm chí là một vật hy sinh cho con mình luôn, hy sinh cho con mình luôn, đi có tất cả. Nếu chúng ta ngồi lắng lòng lại, chúng ta sẽ thấy ở người phụ nữ có rất là nhiều những khả năng đặc biệt mà người cha thì có, nhưng mà ít ngang, ít có người có khả năng hoàn chỉnh đó lắm. Hiếm có một người cha nào có khả năng hoàn chỉnh là vừa là cha, vừa là mẹ, vừa làm vợ, vừa làm bạn, vừa làm đệ tớ, vừa làm ô xin, vừa là ấy, tất cả các cái, hiếm lắm. Nhưng mà người phụ nữ là có đủ khả năng đó. Và muốn nó đặc biệt hơn nữa là cái người phụ nữ mà mình tôn trọng nhiều nhất là người mẹ mình đó, là có đủ tất cả khả năng này. Làm mẹ cũng là mẹ mình, làm cha cũng là mẹ mình luôn. Bởi vì ngoài cái việc mà sanh con thì vấn đề dạy dỗ con á, mà dạy dỗ con cho nên nên người và nghiêm mặt á, thì vẫn là mẹ. Nghe lại và mình trong thời gian sống gần gũi với mẹ, mình thấy những người anh của mình là từ 18 tuổi trở lại đó hen, phải nói là rất là sợ mẹ, sợ cực kỳ. Mẹ nói một là một, hai là hai. Không bao giờ có vấn đề mà dám cãi lại, ngoại trừ đứa nào ra riêng ở riêng á, rồi đứa đó tự tự sống theo ý của mày. Còn những đứa mà còn trong gia đình đó là nhất nhất là không bao giờ có cái lối sống theo ý muốn được. Cái người anh thứ ba của mình á, là nói là một cái người được gọi là, dùng từ là quậy khiếp đi,
Nhưng mà với cái sự răn dạy của bà mẹ đó, có thể mình dùng cái từ giống như là uống sắt mà cong vậy. Khi bắt anh quánh tới 100 roi, quánh tới 100 roi đó, 100 roi nhưng mà vẫn không hạn chế được cái tánh là quậy quạng chơi bời, bỏ nhà đi chơi suốt nhỏ mà, cho tới khi mà bà mẹ bắt treo lên á, treo lên 2 giờ đồng hồ, từ đó về sau anh mới không còn quậy nữa. Thì những cái tính mà mạnh dạn và cương quyết như vậy đó thường là những trường hợp này ở người nam, nhưng mà mẹ mình có luôn. Con cái trong gia đình muốn nói một lời nói được gọi là hơi khó nghe đó hen, hành động cử chỉ không đẹp đó là chắc ăn là bị phạt rồi đó, không nói tiếng nào chứ. Ra đường đi chơi là không được quýnh lộn, không được phá của, không được quỳ quản, nói chung là tất cả cái gần như con số không rất là nhiều, không được quyền chữ thề luôn, tất cả gần như là không không đủ gì không. Đứa nào mà phạm cái cảnh đó là tính năng mà mình thấy đặc biệt ở người mẹ mình có. Nói chung là cái tính chất và cái lối sống lập trình từ những tính tình của mình sống hiện nay đó là gần như 70% đó mình hấp thụ từ người mẹ mình là nhiều, nhiều hơn người cha. Tại sao vậy? Tại vì người cha một là ở quá xa, ở quá xa, thứ hai nữa đó là nghe nói là cha là toàn là thích uống rượu không chơi bời, gần như là không quan tâm gì gia đình vậy. Mà mình ngược lại là từ hồi nhỏ tới lớn giờ là mình uống rượu không được, mà lúc chưa tu cũng vậy, nó không uống rượu được, uống vô có một ly thôi là rầu rồi, là xỉn này, chóng mặt vòng vòng không uống nữa, hút thuốc không được luôn. Vậy vấn đề đi chơi á, đi chơi đêm đi chơi này kia nọ thì càng tệ hơn nữa. Mẹ quản giáo con rất là kỹ, không dụ đi chơi đâu, đi tới mấy giờ nó đi mấy giờ về là mấy giờ về, con trai mà quản giáo kỹ hơn con gái nữa, 3 giờ về là 3 giờ về, 4 giờ về là 4 giờ về.